Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thành phố Thủ Đức, hẻm ngập triền miên, người dân bỏ nhà đi thuê trọ. Giữa lòng thành phố Thủ Đức có một hẻm nhỏ mang số 789, nơi từng là tổ ấm của nhiều gia đình. Vào những ngày nắng gắt, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, nước ngập tràn khắp nơi, bao bọc những ngôi nhà như một cơn ác mộng không có hồi kết. Hàng ngày, người dân nơi đây phải đối mặt với nước thải, rác rưởi và mùi hôi thối xộc lên từ dòng nước đen kịt. Cảnh vật đổi thay, từ những khu vườn xanh tươi giờ chỉ còn lại sự hoang tàn. Những con người nơi đây đang phải chịu đựng mỏi mòn, buộc phải từ bỏ nơi mình gắn bó để đi thuê trọ. Hẻm 789, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức liên tục ngập khiến đời sống của người dân đảo lộn. Nhiều hộ dân đã bỏ nhà cửa đi thuê trọ sinh sống vì hết chịu nổi. Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sinh sống tại khu dân cư hẻm 789, tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phải chịu cảnh nước ngập sâu, tràn vào nhà, môi trường ô nhiễm, đời sống bị đảo lộn. Nhiều hộ dân phải rời bỏ ngôi nhà của mình, tìm đến khu dân cư hẻm 789 vào một buổi trưa nắng gắt. Phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh bắt gặp hình ảnh nơi đâu cũng có nước, nước ngập bao quanh hàng chục căn nhà. Người dân cho biết nhiều ngày gần đây, khu vực này không mưa nhưng đường vẫn ngập. Hẻm 789 nằm lọt thỏm bên cạnh khu dân cư chợ nông sản Thủ Đức, thấp hơn nhiều so với các tuyến đường lân cận. Nhìn từ xa, khó ai tin rằng khu vực này trước đây là nơi sinh sống của khoảng 50 hộ dân với nhiều khoảng đất trống rộng rãi để trồng cây, vườn tược màu mỡ. Giờ đây, bủa vây các ngôi nhà này là nước, rác thải ứ động bốc mùi hôi thối, cây cối chết hàng loạt. Các khoảng đất trống biến thành ao cho các loại rau, cỏ dại sinh sôi. Người dân sinh sống bên cạnh dòng nước đen kịt, nước ngập bao quanh các căn nhà. Ông Trương Minh Hoàng, người dân sinh sống tại hẻm 789 từ nhỏ cho biết, khu vực này trước kia khi có mưa lớn hay mưa nhỏ đều bị ngập, nhưng chỉ trong thời gian ngắn là nước thoát ra bên ngoài, người dân sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên những năm trở lại đây, tình trạng nước thoát sau mưa ngày càng chậm, sau đó là không thể thoát nên gây ra những ao tù, nước đọng như hiện nay, đường đi biến mất do nước ngập. Ở đây chúng tôi đã ít nhất 3 lần phải nâng nền nhà với số tiền hàng trăm triệu, đổ xà bần để có đường cho xe chạy, bắt nối ghế đá để di chuyển tại một số khu vực nước không thể thoát. Một số hộ không chịu được cảnh ngập đã phải dọn ra ngoài thuê trọ hoặc chuyển đến nơi khác sinh sống, ông Hoàng nói. Nhiều căn nhà đóng cửa im ỉm, chỉ tay vào một căn nhà đóng cửa im ỉm, ông Hoàng cho biết có một hộ dân lo ngại về nguy cơ dây điện ngầm bị ngập nước sẽ nguy hiểm nên để lại hết đồ đạc, chuyển ra ngoài thuê trọ sống. Một số người khác cũng phải rời bỏ nhà cửa vì mệt mỏi với việc thường xuyên cơi nới và thay đồ đạc bị hỏng do tình trạng ngập liên miên. Sống ngay tại vùng ngập sâu nhất, bà Võ Kim Hoàng cho biết khu vực này không chỉ ngập do mưa mà còn do nước thải thoát ra từ cổng ở khu dân cư bên cạnh. Nhiều năm nay, bao phủ căn nhà của bà là dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Sẽ có biện pháp căn cơ xóa ngập cho khu vực. Trao đổi với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hữu Hảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình. Thời gian qua, phường luôn chủ động nắm tình hình, kịp thời có các giải pháp hỗ trợ người dân sinh sống tại khu dân cư hẻm 789. Phường đã nhiều lần bố trí lực lượng hỗ trợ người dân kê đồ đạc mỗi khi mưa lớn. Đồng thời, phường cũng lắp đặt máy bơm, hỗ trợ thoát nước, giảm ngập cho khu vực. Tuy nhiên đó chỉ là những biện pháp tạm thời, trong khi chờ giải pháp căn cơ của các cấp chính quyền. Khu dân cư hẻm 789 hiện hữu chưa có hệ thống thoát nước dẫn đến nước mưa, nước sinh hoạt theo kênh rạch chảy về hệ thống thoát nước của dự án khu dân cư chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức. Tuy nhiên, hệ thống cống của dự án này đang bị tắc, dẫn đến tình trạng ngập cả khu vực. Phường đã nhiều lần yêu cầu đơn vị liên quan xuống làm việc, tuy nhiên đơn vị này đã phản hồi, không có khả năng giải quyết ngập cho khu vực trên. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết hẻm 789 là một trong những điểm ngập phức tạp. Nhiều năm qua, có khoảng 43 hộ dân bị ảnh hưởng vì nước ngập mỗi khi mưa lớn. Nhiều nhà ngập sâu hơn 1 mét, đồ đạc hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống. Hiện trạng khu vực hẻm 789 có diện tích khoảng 1,79 hectare, cao độ trung bình 1,2 mét, thấp hơn nhiều so với các tuyến đường lân cận. Bên cạnh đó, hẻm có chiều ngang từ 2,25 mét đến 6,22 mét, cống thoát nước xuống cấp, các tuyến mương thoát nước xen kẽ bị đất cát bồi lắng dẫn đến thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Chính vì vậy, thành phố Thủ Đức đã phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo hẻm 789, đưa vào chương trình giảm ngập giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đang cân đối nguồn vốn bố trí cho dự án để xúc tiến xây dựng trong thời gian sớm nhất, cải thiện đời sống cho người dân.
Thành phố Hồ Chí Minh chi 93 tỷ đồng để chấm ngập đường Đặng Thùy Trâm, quận Bình Thạnh. Mới đây, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch được duyệt, dự án cải tạo, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuột với chiều dài khoảng 1,2 km, chiều rộng 30 m. Theo ghi nhận của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, đường hiện hữu có cao độ thấp hơn đường Nguyễn Xí từ 1,1 m đến 1,3 m, dẫn đến thường xuyên bị ngập nước mỗi khi trời mưa hoặc triều cường dâng cao. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước chậm gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông. Người dân sống trong khu vực cầu cho biết, đôi khi trời không mưa nhưng đường vẫn ngập nước, dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Về quy mô, đường Đặng Thùy Trâm sẽ được nâng nền đường bằng bê tông nhựa, đồng thời cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống báo hiệu giao thông phù hợp với quy mô cấp đường và đồng bộ với hạ tầng khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư 93,043 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2024 đến năm 2027. Về tiến độ thực hiện, dự án đã lập trình phê duyệt chủ trương đầu tư từ quý 2 đến quý 3 2024, lập trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi từ quý 4 2024 đến quý 1 2025, lập trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán từ quý 1 đến quý 2 2025, lập trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình quý 3 2025. Sau đó, dự án sẽ được khởi công xây dựng và hoàn thành nghiệm thu công trình, đưa vào sử dụng công trình từ quý 3 2025 đến quý 4 2026. Sau đó thực hiện công tác lập hồ sơ quyết toán, hoàn thành dự án trong quý 2 2027. Lũ sông Hồng dâng cao, Yên Bái đối diện cơn khủng hoảng ngập lụt. Lũ trên sông Hồng đang dâng cao chóng mặt, biến nhiều khu vực ở thành phố Yên Bái thành biển nước trong đêm tối. Từ 21 giờ ngày 1 tháng 10, mực nước sông Hồng đã vượt lên 31,66m, vượt mức báo động 2 tới 0,66m, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các phường. Cơn lũ cuồn cuộn tràn vào đường Thanh Niên, phường Hồng Hà chỉ trong chớp mắt, làm cho khu vực này chìm sâu trong nước, đạt gần 1m. Đây không phải là lần đầu mà chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, thành phố Yên Bái đã phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt lần thứ hai. Ông Nguyễn Thanh Miền, 61 tuổi, sống tại tổ dân phố Hồng Tân, không khỏi lo lắng khi thấy nước lũ dâng lên nhanh chóng, làm ngập khoảng 20cm trước nhà chỉ sau một thời gian ngắn. Đỉnh lũ cách đây 3 tuần từng làm ngập tầng 1 nhà tôi. Sau khi nước rút, cả gia đình phải vất vả dọn dẹp, nhưng giờ lại tiếp tục rơi vào cảnh này, ông chia sẻ. Ông Phạm Ngọc Trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho biết, ngay khi nhận được thông tin về tình hình nước lũ, phường đã thông báo rộng rãi qua hệ thống phát thanh, kêu gọi người dân di dời tài sản và tìm nơi cao hơn để tránh nguy hiểm. Hiện tại, nhiều khu vực đã ngập sâu tới 60cm và một số điểm trũng thậm chí lên tới hơn 70cm. Đội ngũ hỗ trợ sơ tán tài sản rất mỏng. Không chỉ riêng phường Hồng Hà, nhiều xã phường khác trong thành phố cũng đang phải vật lộn với tình trạng sạt lở và thiếu hụt lực lượng hỗ trợ. Ông Trang cho biết thêm. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, lũ trên sông Hồng có khả năng đạt đỉnh, sau đó sẽ giảm xuống nhưng vẫn ở mức báo động 3. Để ứng phó kịp thời, tỉnh Yên Bái đã ra chỉ thị yêu cầu các ban ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình và triển khai các biện pháp ứng cứu. Tỉnh yêu cầu các địa phương phải chủ động di dời khẩn cấp những hộ dân sống ở khu vực thấp trũng, ven sông, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt và lũ quét, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân. Các đơn vị địa phương cũng được chỉ đạo kiểm tra, rà soát và tổ chức canh gác tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn cho mọi người. Cảnh tượng khẩn trương và lo lắng đang bao trùm khắp nơi khi mực nước lũ không ngừng gia tăng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.